thầy trò chúng tôi về với lại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An nhé, đang ở thành phố Vinh. Nay cho tôi xem tôi cắm hướng cho một gia chủ ở đền Hoàng Mười, Nghệ An. Cái này phải lên trên kia một tí nữa anh nhỉ, từ 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 đã, nó đang vào quy giáp không vong. Tí nữa anh Phục ơi, 5 phân nữa. Rồi vạch vào. Vạch vào. Thôi lấy cái đinh đóng vào. Hôm nay là chúng tôi đang cắm hướng cho một cái khách sạn nhé các bạn nhé, khách sạn ở Hoàng Mười. Tới đây mà các bạn mà có đi lễ đền Hoàng Mười cầu Bến Thủy nhé, là nhớ ghé qua cái khách sạn này là ở rất đi là thích. Cái đấy anh phải lấy cái đinh bê tông rồi chắc phải đánh được đóng rồi chùa. Đấy, cái đầu này căng theo cái mốc đinh rồi. Cái đầu này theo cái mốc đinh anh đóng rồi. Đúng không? Chuẩn, đây là chuẩn theo mốc đinh đóng rồi. Không đồng đâu kia thôi mấy. Anh buộc vào, buộc lại cái đầu kia vào đấy. Okay. Anh về anh buộc lại cái đầu kia đi. Anh cứ buộc đấy đầu này kéo cho. Không được đâu. Đấy. Có từ từ nào. Để ra để ta lấy một viên gạch nhỏ thế. Ta chảy đi dính rồi, chắc đó cũng không đáng kể đâu. Chuẩn đấy.
Bên kia là đền Hoàng Mười nhé. Đây là nhà, đây là khách sạn Việt Thái. Nhìn rồi, được đấy anh ạ. Cái này là đúng nhất rồi. Đây. Đúng không? Đúng rồi, đúng luôn này. Đúng luôn này. Đúng luôn này, cái này anh phải lấy có cái thước này lấy. Đây đây, ra đây phân tích cho xem này. Phân tích cái hướng này là cái gì? Đây nha. Tấn Điền này là cái này là đất đai mở rộng này. Đấy, mộc dục là phát triển rất tốt này. Bên này có cả vượng trang này, vượng trang tức là một cái khuôn viên, cái khuôn trang hay doanh nghiệp hay là nhà máy hay là một trụ sở đó đó là làm việc rất tốt. Đấy, đây có cái này là thi công này, là anh chỉ, nếu mà anh làm sang tháng 5. Tháng 5 á? Hướng này phải làm sang cho tháng 5 nha, sang tháng 5 làm sẽ tốt hơn này. Mộc dục này. Tấm tài nữa này, cái này thì sẽ hôm nay năm như này đẹp này. Sang năm mà đã lộc, sang năm đầy lộc, nếu mà làm khánh thành năm nay thì sang năm đầy lộc. Cố gắng làm trong năm nay, trong nay cho xong sang năm đầy lộc, sang năm mình xem sang năm nhiều lộc không. Tìm này, không vinh vật này. Nhiều lắm. Tháng 1, 2, 3, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Sau tháng 7, tháng 5, tháng 3, tháng 7, tháng 5. Rất nhiều tiền. Mạch chi phí này. Hướng nó là đông bắc. Hướng chính đông luôn. Chính đông luôn à? Chính đông đấy. Đấy, chính đông tức là Mão là âm mộc. Đấy, thế mà của anh thì bản mệnh của anh thì thuộc cung Tốn, anh cung Tốn phục vị. Đấy, ở nay mai ở làm nếu phòng sang đây ở là tuyệt vời luôn. Đấy, rất khỏe, trẻ, sống lâu, đẹp trai. Gọi nhiêu? Anh lưu ý cái này, anh cứ một cái mốc ở kia anh đóng chuẩn, anh vạch chuẩn luôn này. Và cái này còn lại là anh tiến lên bao nhiêu là do khi mà thợ mình cứ lấy cái điểm này mình tiến lên hay lùi xuống. Không, mình tiến lên 2 mét nha. Tiến lên 2 mét được. Cái chỗ này mới cái chỗ làm nay mai mới là ăn khách này. Không, chỗ này xong mình phá cái này luôn. Dạ, xong rồi đập phá chuyện này ra, mà chỗ này mới là chỗ đẹp, mà cái khuôn viên sân chỗ này rất rộng luôn. Rộng mới để cho sân rộng mà. Cái nhà này còn là thực ra trước đây làm là nó hơi bị án ngữ với lại cái nông mạch ở đây. Vâng. Cho nên là có phần chi tiết. Thôi thầy tới. Đi à, thang bên này à. Thầy với năm dinh nam bên này tiếp tục để đúng quả từ trận đó là. Đi đâu? Tới là quả. Thầy bảo làm được tiếng Nam ngoài tới thật sự được. Thế cái tiếng nói nó lại như thế. Thế cái thối. Thì làm lại cần đi cắt thêm cho hơi mấy tỷ. Thầy bảo làm được tiếng Nam ngoài tới thật sự được.
Đây đây đưa ra hai cái chân rồi không tình trạng đấy. Nhìn một dưới thì mới cạnh lên. Nhìn một dưới thì mới cạnh lên. Nhìn thì mới mất quyệt rồi. Nhìn thì mỗi nhìn gái là không chuẩn. Cái này có cái đèn cái này không anh? Đây là ngôi từ đường của dòng tộc Hồ tộc. Bên đây thấy nhé, đội trang rất đẹp, sân ôn và chồng hạnh phúc này. Đấy, Đinh Mão này, Kỷ Mão này, Quý Mão này, Chính Khí này. Sau vòng chiếu đẹp này, cái nhà này rất tốt, từ đường cũng rất tốt, họ cũng rất tốt, họ cũng rất thích, đúng không? Ở nữa từ lúc làm cái ngôi nhà nên là mọi việc rất thuận lợi đúng không? Đúng rồi. Nên là thuận lợi hơn nhiều. Nên nó là mạch chi phí này, Đinh Mão, Kỷ Mão này, Quý Mão này. Đấy. Ứng hiện diện những năm hơi Mão Mùi này, năm Dần Ngọ Tuất này. Đấy. Ứng hiện ứng vào hơi Mão Mùi này, Dần Ngọ Tuất này. Năm nay là một năm rất rất tuyệt vời. Được. Và...